Những ngày qua, phản ánh của một nữ du khách Australia về trải nghiệm tham quan ngủ đêm trên vịnh Hạ Long với các dịch vụ dưới mức tiêu chuẩn cho phép, không đúng với chương trình du lịch được chào bán và cam kết. Thông tin lan truyền trên các trang mạng và mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của vịnh Hạ Long mà còn ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu du lịch của Việt Nam. Theo phản ánh, những du khách người Australia đã mua tour du lịch Hạ Long tại một văn phòng du lịch ở ngõ huyện Hà Nội. Công ty này cam kết đưa đi tham quan tại vịnh Hạ Long trên tàu hạng sang. Rồi trên thực tế, họ được đưa đến vùng biển Cát Bà trên tàu Hoàng Phương HP4686 được cấp đăng kiểm tại Hải Phòng, nhưng lại không đảm bảo chất lượng. Theo chia sẻ thì tour du lịch đã trở thành trải nghiệm kinh dị khi trên tàu du lịch sang trọng này có chuột, rán cùng nhà vệ sinh bẩn thỉu, máy lạnh thì hỏng cùng nhiều dịch vụ tệ hại khác. Điều đáng nói là vào tháng 8 năm ngoái, tàu Hoàng Phương đã bị thành phố Hạ Long chấm dứt hoạt động trên vịnh Hạ Long. Ngoài ra, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cũng cho biết là cảng vụ khu vực Cát Hải không cấp lệnh rời bến cho con tàu này trong thời gian các vị khách trên du lịch. Nói cách khác, việc con tàu này hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long đã là trái phép. Sau khi nhận được thông tin từ các du khách, các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc để tìm hiểu và xử lý sự việc. Cách đây 2 ngày, đoàn kiểm tra liên ngành của Hải Phòng đã tiếp cận với con tàu trên. Kết quả kiểm tra cho thấy, 8 phòng lưu trú của tàu này có các trang thiết bị tối thiểu phục vụ khách hàng, nhưng chất lượng đều đã xuống cấp. Hệ thống phòng thì có một phòng số 3 là có cái hệ thống vệ sinh đã bị hỏng và xuống cấp rất là nhiều, bung chốt và điều hòa bị rò nước, đúng như là phản ánh của du khách. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã đình chỉ hoạt động của tàu Hoàng Phương. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm triệt để vụ việc. Đại diện tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đơn vị bán tour ở Hà Nội có dấu hiệu lừa đảo du khách. Cần phải có sự chung tay phối hợp vào cuộc và cương quyết là phải xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm và thu hồi có thời hạn hoặc là thu hồi vĩnh viễn các cái đăng ký kinh doanh cũng như giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành. Trong cuộc họp báo chiều hôm qua, Tổng cục Du lịch cho biết quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm. Đại lý bán tour ở Hà Nội đã không ký hợp đồng bán tour bằng văn bản mà chỉ bán bằng miệng với đơn vị tổ chức tour. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu Sở Du lịch Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động quảng cáo, khai thác tour du lịch của đại lý tour này. Trước sự việc này, thì lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã yêu cầu rà soát tất cả phương tiện thủy chở khách du lịch đang hoạt động trên địa bàn. Nếu tàu không đủ điều kiện sẽ kiên quyết thu hồi kiểm định. Các cơ quan thanh tra thì cho biết tàu này đã hoạt động tại vùng giáp danh giữa Hạ Long, Quảng Ninh và Cát Bà, Hải Phòng, địa phận mà các đơn vị quản lý của hai địa phương bỏ sót. Tuy nhiên, cơ quan quản lý du lịch các tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh nhận trách nhiệm yêu cầu đại lý du lịch và chi nhánh công ty Hoàng Phương gửi lời xin lỗi tới nhóm du khách Australia và xem xét việc bồi thường đối với nhóm du khách trên.